năng tỉ mỉ cho cái sản phẩm của mình là một cái ông già Noel. Quá hay luôn. Cái này là cái công việc mà trước khi mà anh đậu xe thì cái công việc mà chuẩn bị để mà mình thắt trước để tạo hình để cho các em bé nó thấy nó ham rồi nó lại đây nó mua hết. Dạ, dạ, dạ. Công mua các bạn. Giá của ông già Noel này là bao nhiêu anh ha? Nó dao động từ 15 đến 20 ngàn. Có kích thước nó hay sao? Có hay những là... cỡ ông già Noel lớn hơn nữa. Dạ. Do kích thước ơi. Dạ chào cô bác anh chị. Thì theo cái hành trình rong ruổi của mình thì đang có mặt tại Mỹ An. Và hôm nay ngay tại huyện Tháp Mười này gặp một cái anh đang thổi một cái bong bóng tạo hình nghệ thuật. Và đây là một cái điều đặc biệt ở đây thì mình thấy anh là thổi bong bóng bằng mũi. Anh chắc anh đang tạo hình ở gì đây? Dạ em chào anh. Chào anh. Dạ. Anh đang tạo hình hả? Đang tạo hình nghệ thuật cho ông già Noel. Ông già Noel hả anh? Vậy dạ. Ông già Noel gì đó là khoảng bao nhiêu cái bong bóng hả anh? Dạ, em có 6 cái bong bóng sẽ ra hình luôn. Dạ. Anh tên gì? Tên Trần Thuận. Trần Thuận. Quê anh ở đây luôn hả vậy anh Thuận? Quê ở Chợ Mới An Giang. Chợ Mới An Giang. Anh qua đây làm lâu chưa? Buổi sáng thì mưu sinh ở các chợ như Câu Lãnh, Tháp Mười, Mỹ An và lòng vòng chợ ở thành phố Câu Lãnh mình, thành phố Tháp Mười. Ô anh thổi bong bóng bằng cái mũi của mình đó. Về cái việc thổi bong bóng bằng cái mũi này nó khó không anh? Do trong nhiều làng mưu sinh thì máy bơm có trường hợp bị hư thì phải sử dụng bằng mũi. Thì tập luyện bằng mũi này rất là lâu, phải có thời gian tập luyện mới được. Là anh tập khoảng bao nhiêu tháng thì bao nhiêu năm thì nó sẽ thổi được như thế? Tập khoảng 3 tháng sẽ thành công các bạn. 3 tháng sẽ thành công. Khi mà anh thổi thì cái mũi của anh á, cái mũi của anh á, anh Thuận, nó có dịnh cái mũi lùm bên kia lại không? Phải dịnh kín hơn một bên và một bên đẩy hơi ra. Nhưng mà điều quan trọng nhất phải lấy hơi được từ cơ bụng đấy lên. Dạ. Tại vì nếu như mà thử người bình thường thổi bằng mũi thì chắc cũng khó đầy hơi cái bong bóng. Ồ, quá nghệ thuật. Vậy thì cái thời gian mà tạo ông già Noel đó là khoảng bao nhiêu lâu? Thời gian tạo ông già Noel khoảng 3 phút rưỡi. Cái con vật nào mà anh tạo hình nó khó nhất? Con rồng, con rít và những con vật như là chuột này kia thì nó hơi chậm thời gian tí xíu thôi. Là cái con mà lâu nhất là khoảng bao nhiêu lâu? Lâu nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ. Con rồng và chiếc xe đạp. Dạ. Không phải nói là ngày không có luôn. Khi mà anh gặp anh thổi bong bóng bằng mũi này có nhiều người ta tò mò không anh Thuận? Thì rất là nhiều người tò mò về vấn đề Thuận thổi bằng mũi, nhưng mà Thuận muốn ghi lại dấu ấn thời tuổi thơ cho bé, khi mỗi lần gặp chiếc bong bóng tạo hình sẽ nhớ đến chàng Thuận. Dạ. Tại vì thổi bong bóng này em gặp rất là nhiều người rồi, cũng tạo hình này ở những cái khu vui chơi hay là những cái chợ rất là nhiều người, nhưng mà điều đặc biệt là lần đầu tiên em gặp người mà thổi mũi giống như anh. Rồi. Ồ, anh đang tạo hình cái gì vậy? Đang tạo hình sắp sửa hoàn thiện cái đầu của ông già Noel. Đây là cái phần đầu và đây là cái mũ. Cái mũ của ông già Noel. Dạ. Em lúc nãy em quên canh là thử là anh khoảng bao nhiêu phút ha? Cái đầu anh thì khoảng hồi sớm giờ chắc khoảng hơn 1 phút anh hả? Dạ khoảng hơn 1 phút. Có những sản phẩm tạo hình trong vòng 7 giây, có khoảng 8 giây, có sản phẩm 23 giây. Khi mà anh bán cho trẻ một cái tạo hình như thế là khoảng bao nhiêu tiền? Một sản phẩm tạo hình ra thì nó dao động từ 10.000 đến 20.000. 10.000 thì theo sản phẩm là công phu nhiều hơn. Dạ. Điều đặc biệt là anh tạo hình con vật bằng mũi, thay vì thổi bong bóng thì bằng miệng thì rất là bình thường, nhưng mà cái dấu ấn ở đây đó là anh sẽ tạo bằng mũi. Anh thổi bằng mũi. Cái việc mà anh đi thổi bong bóng gì nè, anh có học ở đâu không anh Thuận? Thì mình cũng phải bôn ba lên Sài Gòn để học để nhưng mà muốn thành công thì phải đi nhiều nơi, đi từ Sài Gòn rồi tất cả các tỉnh miền Tây rồi sau đó mới về quê hương của mình là An Giang. Dạ. Quê anh ở An Giang. Dạ, An Giang. Anh khi thổi thì anh không thể nào nói chuyện được. Vậy thì anh thổi đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Thuận thổi hôm nay đến nay đã 3 năm rồi. 3 năm, thổi bằng mũi là 3 năm. Còn trước đây là anh mưu sinh bằng cái nghề gì? Cũng như mưu sinh bằng nghề làm giặt khác, làm hồ, hay là nó công việc đủ thứ bốc vác đồng hồ. Thì cái duyên nào mà để cho anh đi đến cái nghề tạo hình này anh Thuận? Trong một lần mưu sinh bằng nghề làm hồ ở thành phố Hồ Chí Minh thì vô tình được gặp bong bóng tạo hình nghệ thuật, thấy thích quá và đeo đuổi đam mê và tìm chỗ học. Cái nghề này không phải là ai làm cũng được. Thứ nhất là cái tạo hình nó không phải ai làm cũng được, mà đặc biệt là thổi bằng mũi nữa. Vậy thì cái việc tạo hình đầu tiên đó là người ta chỉ cho anh hay là anh có năng khiếu gì không? Thầy của anh đó có chỉ hết không? Thì mình phải học thầy, phải có căn bản từng phần mới ra được. Phải hiểu nguyên lý của bong bóng co giãn thế nào. Lần đầu tiên mà anh thổi bằng mũi thì cái cảm giác nó là sao anh Thuận? Cảm giác nó rất là mệt. Đôi khi thời tiết nó thay đổi thì mình rất mệt và đuối. Có những bữa sưng mũi và những bữa rất là đau. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu như nó thứ nhất là thấy lạ, thấy rất là lạ khi mà công việc mình thổi bong bóng bằng mũi như thế này. Là hàng ngày thì anh ở chợ và thường là đi khoảng từ cái thời gian của anh là từ khoảng mấy giờ? Sáng thì đi những chợ xa thì Thuận khoảng 3-4 giờ sáng Thuận đi. Những chợ xa, chợ rằn thì 5-6 giờ đi vẫn kịp. Ồ, cái việc mà ngắt bong bóng như anh thì phải nói là một nghệ thuật ha. Lúc đầu anh ngắt nó có bể không? Lần đầu tiên ngắt thì nó bị xước móng tay, do nhiều ngày tập luyện thì bây giờ nó không còn bị xước nữa. Chắc cái tay anh cũng đã chai hết rồi hả? Do làm nhiều năm thành ra nó chai sạn theo năm tháng. Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Thuận? Năm nay 37 tuổi. Rồi anh ở nhà với vợ con hả? Dạ thì đây là dị 3 năm, bây giờ đang sống cùng con gái và ba mẹ trong nhà. Ba mẹ anh lớn chưa? Ba mẹ năm nay đã ngoài 60. 60. Vậy thì anh ngoài thổi bong bóng thì anh có làm gì không? Công việc hiện tại chính bây giờ là tạo hình bóng nghệ thuật để bán cho ở các chợ và nhận làm các sự kiện tiệc cưới hay là liên quan sinh nhật để kiếm thêm thu nhập. Ồ, cái này là cái mình hả? Dạ cái mình. Cái mình của ông già Noel hai cái chân. Dạ. Cái này là cái hai cái đùi nè, hai cái chân. Dạ. Ôi, quá nghệ thuật luôn. Ở đằng đây là phần trước hả anh hả? Đó phần trước. Còn đây là phần sau. Dạ. Ồ, quá hay ha. Chỉ mấy màu? Màu trắng nè, màu da người với lại màu đỏ. Và ở đây là bao nhiêu cái bong bóng em quên rồi? Ở trên phần đầu thì 3 cái bong bóng. Phần mình cũng vậy. Dạ. Phần mình 3 bong bóng, tổng cộng là 6 cái bong bóng. Mỗi cái như thế này nè, anh chi phí, trừ chi phí ra anh còn lời nhiều không anh? Chắc việc riêng nên không nói được ha. Tại quan trọng nghệ thuật, cái nghệ thuật cái mình ăn tiền là từ cái nghệ thuật thôi. Dạ. Đúng anh ha. Còn cái giá trị bong bóng thì chắc nó không nhiều, nhưng mà so với lứa tuổi mà của cấp 2 tiểu học thì nó chơi thì nó sẽ thích hơn là mua, nó lành mạnh hơn là mua những đồ chơi từ Trung Quốc. Ồ, đẹp dữ ta. Lần đầu tiên em thấy ở ngoài luôn á. Còn khâu vẽ đó là thành công rồi. Trời ơi. Đây là cái phần mũi nè, đúng không? Còn đây là cái gâu đúng không? Cái gâu này cô chú anh chị. Còn khâu vẽ. Khâu vẽ rất là quan trọng, để lấy được hồn bắt bé thì phải biết cách vẽ thế nào để lấy được tâm hồn của bé thơ. Vẽ nó phải, cái đôi mắt thì nó phải thơ ngay ha. Anh đang tỉ mỉ cho cái sản phẩm của mình là một cái ông già Noel. Quá hay luôn. Cái này là cái công việc mà trước khi mà anh đậu xe thì cái công việc mà chuẩn bị để mà mình thắt trước để tạo hình để cho các em bé nó thấy nó ham rồi nó lại đây nó mua hết. Dạ. Thành bình thường thì cái công việc mà mình chuẩn bị để trước khi mình bán là khoảng bao nhiêu lâu anh? Mình chuẩn bị khoảng trước khi bán là khoảng nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị treo lên sào như giống như thế này. Ở đây là cái sào của anh, đây là những cái con này con gì anh? Đó là những con sâu. Nãy giờ em cũng quên để ý, chắc con sâu này tạo hình chắc nó mau hơn hả? Căn bản được làm thì rất là mau. Anh Thuận ơi, khi mà anh đi lại ở những cái trường học á thì các trẻ em nó gặp anh nó thích nhiều không? Nó cũng rất là thích, tại vì mình đã ghi lại dấu ấn tuổi thơ cho bé khi được sở hữu những sản phẩm của mình làm. Cái nghề này thì trước đây em cũng gặp nhiều lắm, nhưng mà hiện nay rất là ít người theo đuổi cái nghề này. Mà tại sao anh lại có một cái duyên, anh lại thích nó anh Thuận? Cái duyên là Thuận muốn đem lại niềm vui cho tất cả các bé trong thời thơ ấu, nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu. Anh có thể chia sẻ lúc mà anh đi làm cái kỷ niệm nào mà anh đáng nhớ nhất không? Kỷ niệm là vui và lớn nhất là trong những lần đi từ thiện trao bóng cho các bé ở vùng sâu vùng xa của huyện Tháp Mười mình. Thì khi bé nó cầm một bóng trên tay, cảm giác trong lòng nó ôm vào lòng năn niu từng chút là nó sản phẩm của mình đến tay của bé nghèo, thì nó rất là quý và trân trọng những sản phẩm của mình làm ra. Rất vui và hạnh phúc khi đã đem làm vui là cho bé quê nghèo ở Tháp Mười, Đồng Tháp. Khi mà lúc nào mà anh cảm thấy cái nghề của mình nó khó khăn nhất, nó buồn, có khi nào anh cảm thấy nó buồn, nó khó khăn? Tại vì anh đi rất là ngoài đường rất là nhiều. Buôn bán thì có những ngày nó buôn bán thì do thời tiết là mưa gió hay là xe hơi bị cộ giật, máy hư lặt vặt nhiều thứ. Nhưng mà một lòng đam mê thì phải cố gắng thành công. Cũng như thế, trong cuộc sống thì bạn muốn đạt được ước mơ gì đó phải đeo đuổi đam mê để đi đến thành công. Dạ. Ông cô chú anh chị thấy là khi mà tạo hình một cái con bong bóng như thế này, từ 6 chiếc bong bóng như thế này, việc mà thổi bằng miệng thì nó cũng đã để tạo ra được cái hình là khó rồi, nhưng mà cái kiên trì của anh là anh Thuận thì thổi đều bằng mũi hết để tạo một cái ấn tượng cho trẻ em hứng thú và tò mò khi mà mình xem cái cách anh tạo bong bóng. Và đây là một cái ông già Noel, từ cái sản phẩm của anh làm hơn khoảng 3 phút hoàn thành cái ông già Noel như thế này, nhìn rất là công phu các bạn. Giá của ông già Noel này là bao nhiêu anh ha? Nó dao động từ 15 đến 20 ngàn. Có kích thước đó hay sao? Có hay những cỡ ông già Noel lớn hơn nữa. Vậy do hả? Kích thước ơi, ông già Noel sản phẩm đang cầm trên tay là 15 ngàn. Dạ. Còn ông già lớn hơn nữa thì 20 ngàn. Yêu cầu lớn hơn mình có thể làm lớn hơn được dạ, luôn. Lớn hơn làm lớn hơn. Ồ, nói chung như là cầm 15 đến 20 ngàn thì mua ông già Noel này thì rất là vừa, rất là thích, để lâu được nè. Cái này nó để lâu khoảng bao nhiêu ngày anh nó mới xẹp? Khoảng 2 ngày là xong rồi anh. 2 ngày. Như bong bóng thì nó có chế độ xì tự do như các vật thể khác. Nó xì tự do được ha. Dạ. Ồ, cái công việc mà thắt những cái bong bóng ngay chỗ những cái nét rút như thế này thì nó cũng đâu phải là đơn giản đâu. Thì cô chú anh chị thấy cái video clip này hay, anh Thuận ơi muốn liên hệ, anh có nói là anh có đi làm sự kiện hả?